Đây còn là cái này sẽ là cái bánh sinh nhật của Quân của bác ạ. Để một tí nữa. Các em nhấc một cái lon bí đao này xuống này. Đặt đúng ở trên cái tờ tiền này. Nếu mà nó chuẩn lon bí đao thì sẽ lụm lúa nhá. Biết chưa? Nhớ chưa? Sẽ bịt mắt lại. Bạn nào bịt mắt mà gó trúng cái này thì lại có thêm một phần quà. Nhớ chưa? Ok chưa? Đây, cô bác này. Rất là tiếc cho ông là không có vải của bác nha. Yeah! Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Đấy, vận may của Quân sẽ đặt ở đâu? Đặt đâu? Đặt đâu? Ôi, đen quá. Nhưng mà đen, sau từ chúc mừng nha. Yeah, xin chúc mừng sứ. Bắt đây gái, chúc mừng em. Đã được 1 lít. Đây, vì đã sứ này. Rồi, đập xin rồi, đập xin rồi, đập xin rồi. Rồi, chúc mừng sinh nhật Quân nha. Vâng. Từ từ tay nha, tay nha, tay nha. Rồi. À, con cảm ơn hai bà đã gửi tiền để mua bánh cho con. Đây cũng là lần đầu mà con được tổ chức sinh nhật từ bé đến bây giờ. Con rất vui mừng và rất biết ơn hai bà đã gửi tiền. Và con chúc tất cả các ông bà, các chú anh chị trên kênh thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Con cảm ơn rất nhiều ạ. Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Hay một ngày mới, mấy anh em với lại ông xin được gửi một lời chúc tới tất cả cô bác anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước cô bác. Bây giờ thì cháu được sẽ nói với lại tiếng nùng với ông một chút thì tại sao hôm nay cháu được xuống và cuối cùng với cái cả em sử nữa cô bác. Này mi giáo phạc thiên ma thứ đồ hoặc sinh nhật hải quân đấy cũng à nên đấy cũng ngăn sinh nhật bố mô đấy, cái từ mà sinh nhật thì chắc chắn là ông sẽ không có biết cô bác ạ. Và cháu được xin được bật mí một chút cô bác nhé. Hôm nay là ngày sinh nhật của em Quân 14 tuổi cô bác ạ. Qua ngày hôm nay thì em sẽ không phải là 14 tuổi nữa mà là 15 tuổi. Hôm nay thì có cả em Sử nữa, cả thêm là bạn Nghiêm nữa. Bạn Nghiêm thì xuống trước cháu Lực một chút, cháu Lực rồi và chuẩn bị rồi. Vừa rồi thì cháu Lực có lấy thêm một chút đồ nữa. Hiện tại là em Quân là không có ở nhà cô bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực sẽ âm thầm và cùng với lại bạn Nghiêm với lại em Sử để mà làm cho Quân, để một tí nữa Quân về thì xem là cái cảm xúc của em ấy sẽ như thế nào. Một cái cậu bé mà 14 tuổi là chưa có biết là sinh nhật là gì cả cô bác ạ. Cũng rất là cảm ơn tới hai chị người Thí đã hỗ trợ cháu Lực cái khoản kinh phí để mà làm sinh nhật này cô bác ạ. Và thêm là một phần quà nữa của hai chị người Thí gửi, để một tí em Quân về thì cháu Lực sẽ gửi cho em Quân sau cô bác. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cùng với lại em Sử với lại bạn Nghiêm sẽ tiến hành là chuẩn bị trước cô bác, để một tí em Quân về là chỉ có việc là tạo cho em ấy một cái bất ngờ thôi. Eo liệu ba thì cháy trí không cùng à? Đấy, hôm nay thì sẽ có cả gà nướng, có cả ngan, cả vịt cô bác. Vừa rồi thì bạn Nghiêm có đem đi xuống kia rửa một chút rồi. Đấy, bây giờ thì Sử là hộ anh với lại anh Nghiêm để làm một chút nhá. Vâng. Đấy, hôm nay thì là anh bảo với Sử xuống ấy thì là làm mà sinh nhật cho Quân. Đấy, hôm nay thì mình sẽ tạo cho em Quân là một cái bất ngờ em nhé. Đấy, cúng lên hai lần này cho cúng à. Đấy, ông thì là lớn tuổi thì sẽ cho ông là ở đây nhìn con cháu mà làm thôi các bác, chứ không cho ông mà phụ cùng nữa. Cúng à. Ở đây thì cháu được chuẩn bị là rất là nhiều đồ các bác ạ. Bánh kẹo này, nào là nước ngọt này. Và một tí nữa cháu được sẽ tổ chức là một cái trò chơi cho các em nữa các bác. Hiện tại thì là xung quanh nhà của em Quân ấy hầu như là bạn nhỏ nào cũng đi học rồi, thành ra là đi đến chiều tối độ tầm 5 đến 6 giờ thì mới về. Đây còn một cái phần quà rất là lớn của hai chị Nguyệt Thúy gửi tới cho em Quân nữa các bác này. Phần quà này thì là hiện tại cháu Lực vẫn còn bọc lại các bác. Phần quà này cũng khá là nặng ấy, tương đối là tầm 5-10 cân đấy các bác, tầm 5 cân đấy. Còn và đây là cái chẩm chéo để một tí nữa anh em sẽ để ướp gà cô bác. Ở đây thì nếu mà có cô bác anh chị nào mà có mua những cái sản phẩm mật ong thì cô bác mua từ 2 lít trở lên thì cháu Lực sẽ tặng kèm theo là một cái một lọ hạt dổi tay bác này cô bác nhé.
Đấy, bây giờ thì để nhóm bếp đã. Cái này thì để một tí nhóm chắc có than. Có than đó. Sợ rằng chỗ này có nóng quá không nhỉ? Nếu mà nóng quá thì mình chuyển ra đây sửa ạ. Hay là mình chuyển ra đây đi nhỉ sư nhỉ? Cái nồi nồi niêu thì cháu Lực cũng đã chuẩn bị trước rồi cô bác ạ. Bây giờ thì cùng em sửa chuyển bật chuyển lở cho mấy kia đó. Em chuyển ra bên này nhá, đây nóng quá. Đây thì nó nóng quá mình nướng thành ra là nó hơi chút. Đấy. Em Hải đi học thì đáng nghỉ chưa nhỉ? Chưa nghỉ à? Hải thì không cầm một cái điện thoại của bác thành ra là không có gọi được. Chắc là để nướng ở đây thôi nghiêm ạ bạn ạ. Chỗ đấy tí nó nóng quá. Tí nữa mình ngồi ăn uống ở đây mà. Nhà. Hãy nghiêm thì xuống đây từ lúc mấy giờ đấy bạn? Lúc 1 giờ mà. Lúc 1 giờ à? Thế thì bỏ dao, bỏ cây chào các bác ấy, nguy hiểm quá. Cháu Nghiêm xin chào các bác ạ. Đấy, thời gian này thì là bạn Nghiêm cũng đồng hành cùng cháu Lực khá là nhiều video của các bác. Nếu mà các bác có theo dõi được những thước phim thì cho mấy anh em xin một nút like và một lần chia sẻ. Cộng thêm một lần đăng ký kênh nữa để giúp cho kênh của cháu Lực ngày càng phát triển hơn. Nhưng mà cái cây sau mỏng này liệu tí có than để nướng được gạo nhỉ? Này nó dày như này thì chắc là... Chắc là được thôi nhỉ. Cần làm cái gì thì bạn bảo nhá. Hôm nay thì sẽ cho anh em làm đầu bếp chính luôn cô bác ạ. Hôm nay sẽ chuẩn bị làm món gì bạn nhỉ? Đây là cái cây này là kẹp gà nướng. Kẹp gà nướng. Vừa rồi con có mua là hai con gà này, một con ngan này. Thì ngan thì chắc luộc thôi. Ngan luộc à? Nó dày quá. Để một tí nữa xem mà dùng xương để nấu canh, một cái chân giò nữa. Xương để nấu canh. Hãy cho mua nhiều nhiều một chút thì để cho các anh mai em các bạn của em Quân này cũng như là em này với lại cho ăn uống thoải mái một chút cô bác. Cái phần này thì được hai chị Nguyệt Thí là hỗ trợ cho Lực cô bác nhé. Đấy còn là cái này sẽ là cái bánh sinh nhật của Quân cô bác ạ. Để một tí nữa bây giờ thì cháu Lực sẽ cất đi đã, rồi thì tí nếu mà Quân có về thì cháu Lực cũng sẽ chỉ bảo là xuống nhà Quân là để ăn uống thôi. Tại mượn mượn nhà của nhà chú là cháu Lực cất vào trong này đã. Cháu Lực sẽ cất tạm ở trên giường đó. Cũng có chuẩn bị thêm một cái loa nữa, một tí là anh em là có ngẫu hứng karaoke xử nhỉ. Sử thì chơi karaoke là toàn bằng tiếng tiếng mông luôn đấy nhở. Sử tí thì Sử chơi bài một bài karaoke tiếng mông tặng các bác nhá. Được không? Được không? Ở nhà Sử hay nghe tiếng mông là nhiều các bác ạ. Cái này là để kẹp à bạn ơi. Đấy, bây giờ là cái khung cảnh này là đang gọi là chuẩn bị các bác nhá. Một tí Quân thì là hiện tại là Quân là cùng với ba là đi vun ngô. Quân ta phô bế nữ xoạt xăng ra cùng. Ông với Quân với lại bà thì đang đi vun ngô các bác ạ. Và chưa có biết đâu các bác nhé. Này thì được tầm bao nhiêu nó mới có lửa nhờ? Mà này, thấy nó bỏng này mà na. Bỏng này à? Bỏng bằng này à? Đấy. Nào thì nó bỏ này. Đấy. Có bác gái xuống ra hộ nữa. Cho bác gái là gọt quả đấy cô bác ạ. Bỏng này không nên bỏng. Không bỏng nè. Bỏng này tuốt ở mấy thế nào nè. Mà bắt bỏng mà xin bây giờ. Thế hả bỏng này hả? Ừ. Cái này tí để nấu với lại xương Nghiêm nhỉ. Cái gì ạ? Cái củ gà đốt với lại củ khoai tây ấy. Tí nấu với xương. Đây, bây giờ thì các bạn nhỏ cũng chuẩn bị là đi học về rồi cô bác ạ. Một tí nữa đợi các bạn về đông đủ này sẽ cho các bạn là chơi những cái trò chơi trước. Đấy, bé Hiếu cũng về rồi. Tí mấy bạn này ở lại sinh nhật Quân nhá. Biết chưa? Hả? Bé bác hát được
chị mua cái xe phòng này vâng. Chị mua. Chị mua. Chị mua. Chị mua. Cũng rất là mong các bác ở trên kênh là khi mà mấy anh em nấu nướng là sẽ không có dùng bao tay các bác nhá. Đây thì những câu, có một câu cháu Lực hay nói các bác, sống ở đâu thì Âu ở đấy, thì hầu như là bà con ở trên vùng cao thì không ai nấu cố kiếc này, thì cũng không ai dùng bao tay cả. Đây gia vị đây à? Đây gia vị đây. Xả, không có xả đâu, ướp với lại bột đấy là được rồi. Đúng rồi. Đây hiện tại thì cũng có khá là nhiều bạn rồi cô bác. Ôi Quân là đi làm về rồi à? Đi tận đâu về? Em đi Vân Hồ gần nhà. À. Anh vừa về. Anh ra đây được độ tầm 2 tiếng rồi. Ờ. Quân xin chào tất cả các bác và quý chị. Hôm nay thì là ở nhà Quân là ăn cơm một bữa nhá. Vâng. Có ở đây có bạn nhỏ nào nó không gọi các bạn nhỏ ra ăn cơm cùng nhá để cho nó vui. Bây giờ đi học vẫn chưa về đâu. Đi học vẫn chưa về à? Vâng. À. Quân là vừa mới đi làm vun ngô về các bác ạ. Ra đây là cũng hộ luôn. Cái ớt này thì có ớt thì mình để ít thôi nhỉ. Đây ở đây thì còn có cả thêm là các bạn nhỏ nữa, để một tí nữa tầm độ là gần chục bạn nhỏ rồi thì sẽ tổ chức là trò chơi cho các bạn ấy sau. Cái Quân thì nhìn ra đấy đông, thấy đông người thế thì có biết là làm gì không? Em chưa biết đâu. Chưa biết đâu à? Vâng. Thế là chỉ biết là tối nay là nấu cơm nhà Quân thôi à? Vâng. Thôi. Thưa các bác, bây giờ thì đang cho bạn Nghiêm với lại em Sử là chuẩn bị ở dưới này. Còn là cho Lực với lại em Quân thì sẽ ra đây rửa thêm một chút củ quả để một tí nữa nấu canh với lại nấu miến. Đây có vẻ như là các bạn nhỏ này cũng đi học về sau nhỉ? Vâng. Một tí Quân bảo lại các bạn nhỏ là lên trên này nhá. Vâng. Em lấy cái gáo nước hay xuống, gáo nước cái lên. Nguồn nước của nhà Quân thì hiện tại là vẫn còn đang dùng nhờ đâu các bác ạ. Rồi. Nhá. Anh đi đâu anh? Hả? Đi nhanh Quân đi. Để làm có đây à? Thình. Hả? Thình á? Để làm có. Nhanh Quân. Đấy. Rửa qua một tí đi, rửa qua cái này đi. Rồi, được rồi, từ từ. Được rồi, sạch rồi. Để một tí sau ra bên kia mình thái sau. Để một tí nữa mình nấu với lại canh.
Hôm nay tí anh nấu nhiều ấy thì là Quân đi gọi các em hàng xóm nữa ra đây cùng nhá. Vâng. Đây, bác này thì chắc là vừa đi đón cháu về này. Có lẽ là hôm nay ăn cơm ở nhà Quân sẽ là một hôm mà Quân không bao giờ quên được ấy Quân ạ. Ông thì đang làm bạn với lại em Sử. Ôi nhưng mà cái này thì liệu một tí nó có được không nhở? Sợ rằng là... Chắc đem không á, đưa ra một tí. Từ từ nhá, Sử ơi, để anh lấy than nó đã. Đây để anh đốt đốt anh đốt anh đốt ở trên này xong rồi anh lấy than xuống. Ui. Thời tiết như này mà nướng gà thì nắng nóng luôn các bác ạ. Đấy, bây giờ Sử cho thấp thấp lên nhá. Đấy, cho thấp là được rồi, tí anh lại tiếp tục là đun xong anh than ra. Đấy, bên này là lòng này thì để một tí để với cái gì nghiêm nhỉ, bạn nhỉ? Cái này tí nấu miến được không? Tí cho vào miến đúng không? Miến đúng không? Rồi. Rồi chưa có cái gì sao. Quân này một tí lấy miến với lại măng mà hôm nọ là anh đem xuống ấy để mà ra đây nấu nhá. Vâng ạ. Hay bây giờ thì anh em sẽ dừng ghi hình để mà nấu ra cô bác ạ. Thưa các bác, trong lúc mà bạn Nghiêm với lại em Sử đang chế biến này, bây giờ thì hiện tại là gà này với lại ngan cộng thêm là canh một tí nữa. Bạn sẽ nấu thêm miến đúng không? Rồi. Bạn có làm một tí trò chơi không? Tôi đang bận. Hả? Và bây giờ thì chú ra đây, chú phổ biến luật chơi cho nhá. Biết không? Có ai chơi không? Có ai muốn chơi không? Có muốn chơi không? Có. Muốn chơi không? Có. Muốn chơi không? Có. Có đúng không? Tất cả mọi người đều muốn chơi đúng không? Đấy, bây giờ thì chú sẽ phổ biến một chút trò chơi nhá. Mỗi bạn đoán trúng sẽ được là 100 ngàn. 100 ngàn có nhiều quá không? Hay là 50 nghìn thôi? Hay là 50 nghìn thôi? Có vẻ như là một số bạn này sẽ hơi ngại một chút cô bác ạ. Và bây giờ Quân đâu rồi? Ra đây để anh phổ biến trò chơi nào. Đây, Sử ra đây nào. Đấy. Ông ơi, dê á, mà đây cùng, này đứng ở đây, không được qua, chỗ này là địa phận của ban tổ chức, đứng đây, quay mặt ở đây, đấy, nào bạn cameraman quay ra đây, nhưng không nhìn thấy lưng, bây giờ anh sẽ phổ biến luật chơi nhá, nào, mấy bạn nhỏ này không được ra đây, đi ra bên kia, đấy,
Thí dụ nhá, đây là một cái lon mà nước bí đao nhá. Thì là anh đang để trên này nhá. Các em nhấc một cái lon bí đao này xuống này. Đặt đúng ở trên cái tờ tiền này. Nếu mà nó chuẩn lon bí đao thì sẽ lụm lúa nhá. Biết chưa? Nhớ chưa? Nói to lên nào, nhớ chưa? Nhớ lon chơi chưa? Rồi, đấy. Tất cả nó cũng tương tự nhá. Ở đây thì mỗi một phần thưởng mà một bạn nào giành thì sẽ được là 100 ngàn nhá. Đấy, 100 ngàn thì bây giờ thì phải trao đổi một chút cô bác nhá. Lùi xa xa một tí. Cùng à? Éo cùng bên này đây. Không biết nó. Cùng sắc cùng thái thái trái này hả? Thái trái này đi mà trái này từng chơi cái điếu lên. Cùng đây bà có hả? Bà đâu rồi? Cho bà chơi cùng đi. Bà đang đi thay đồ. Bà đang thay đồ à? À. Bà thì đang thay đồ, thế thì một tí nữa để bà chơi sâu các bác. Sẽ còn thêm bên này là có một cái phần trò chơi nữa các bác này. Đấy. Cho chú mượn tí. Một tí nữa sẽ bịt mắt lại. Bạn nào bịt mắt mà gó chú cái này thì lại có thêm một phần quà. Nhớ chưa? Ok nhá. Đấy, ở đây thì là cái phần này thì sẽ được là hai chị Nguyệt Thí là sẽ tài trợ các bác nhá. Nào bạn kia bé đây. Có chơi không? Không chơi á? Không chơi với Gia Kiện, không tí tránh trường hợp là nhắc nhở. Chơi đi, lỡ đâu vận may là sẽ đến. Bây giờ thì phải đảo lại một chút cô bác ạ. Đấy, đảo lại một chút. Bây giờ ai chơi trước nào? Hả? À, nào xếp hàng đi. Cho ông chơi trước, ưu tiên là ông chơi trước đi, cho ông xếp hàng. Đấy, cùng yên đây, đấy. Nào, từng bạn nhỏ đây, xếp hàng đây. Đấy, nào mấy bạn nhỏ kia xếp hàng, cho cả bé Hiếu xếp hàng đi. Xếp hàng đấy. Xếp hàng ở đằng sau kia hết đấy. Đấy, xếp hàng, từng hàng một nhá, từng người một nhá. Từng người một nhá, đấy. Cứ bao giờ mà chơi hết kim chúa này thì thôi nhá. Cái lon nào mà bốc chúng thì anh sẽ bỏ ra, sẽ không có bỏ vào nữa, không có đảo nữa. Đấy. Mày cúng yếu tiên cúng tức còn. Đấy. Ông trước. Đấy. Ông tay núi không? Trái tóc cho cùng không? Trái tóc cho. Đấy. Đây, cô bác này. rất là tiếc cho ông là không có vải cô bác nhá. Vong lắng cùng à, vong lắng. Vào đây, vong đây vào đây. Đấy, vong đây vào đây. Tốt này. Đấy. Tiếp tục là đến là bạn nhỏ nào này. Đấy. Đây, chọn đi. Chọn trai nào đi, đặt đi. Đấy. Đặt đâu? Ôi, đen quá cô bác ạ. Bạn này cũng đen. Đến lượt sau nhá. Là không trúng nhá. Đấy, không trúng nhá. Đấy, rồi bây giờ đến quân nào. Có được không cô bác? Không có được nhá. Đen quá. Vẫn đen nhá. Nào đến lượt sứ. Nào bạn nào chơi xong thì để vào kia nhá. Nào sự chọn đi. Ôi dồi ôi, đen quá sứ ạ. Chưa được. Thêm vòng 2 đấy, đúng rồi. Tiếp tục bạn gái kia. Yeah! Chúng rồi. Đây cô bác này. Đấy, hai chai 247. Thế là bạn này lụm lúa là 100 ngàn nhá. Đấy. Có vui không? Có. Hả? 100 ngàn thì sẽ để làm gì? Hả? 100 ngàn sẽ để làm gì? Nói chú nghe là 100 ngàn để làm gì? Có để đi học không? Có. Để đi học đúng không? Đây. Đấy. Người đầu tiên chiến thắng của bác nhá. Một bạn gái. Năm nay bao nhiêu tuổi? 14 tuổi đúng không? Ừ. Tiếp bây giờ đến bạn này. Đấy. Tiếp tục chơi đi. Đấy. Không có được rồi cháu ơi. Không có được rồi. Đấy, tiếp nào. Đấy. Không có được rồi cháu ơi. Nào, tiếp tục là đến bạn này. Ôi, không được rồi, đen quá cháu ạ. Đấy, đến lần sau nhá. Nào, bạn kia. À, Hiếu đâu? Đến lần Hiếu mà. À, bạn ấy chơi đúng không? Nào, nào, vào đây. Ở tốt nữa đây. Chị hướng dẫn đi. Có chơi không? Cho anh Quân đi, anh Quân là hướng dẫn cho em đi. Đấy, lấy tay ra. Không chơi là sợ nhỉ? Ra đây. Đây, có phải là chắc là phải hướng dẫn. Ồ, nắm ngay với top 3 liệu chiên rồi. Nó, tao biểu chiên rồi mà. Nè, tao biểu chiên rồi. Bạn nhỏ này thì là không chơi cô bác ạ. Phò mới đây mà phò. Mới đây phò. Đấy. Có một số bạn nhỏ để không chơi thì một tí sẽ có phần quà khác. Nào, Quân hướng dẫn cho Hiếu chơi đi. Đấy, hướng dẫn cho Hiếu chơi đi. Đấy, vận may của Quân sẽ đạt đâu? Đạt đâu? Ôi, đen quá. Nhưng mà đen, trong từ chúc mừng nha. Lụm lúa 1 lít
Đấy, đây hai chai xì tinh của bác này. Đấy, cái phần quà này là của bé Hiếu nhá. Đấy, phần quà Quân thì cũng rất là đỏ, bé Hiếu cũng rất là đỏ này. Bây giờ thì để ba đi, tiếp tục. Đấy, ho, thử đẹp ho, ho để cắm trái này tốt này, eo sẽ trở lại rồi, đấy chiên. Cắm bánh tóc tiếp ho. Bà thì có vẻ như là vẫn còn hơi chưa được may mắn của bác ạ. Để lần sau phò. Đấy, để lần sau phò. Nhưng mà đây chiên nào. Về, lắng lắng cùng, lắng lắng cùng. Lắng lắng cùng. Lắng lắng cùng. Lắng lắng cùng. Hãy xem ông nào. Xem ông nào. Ông thì có vẻ là hai lần điều xui rồi các bác ạ. Nước đây được cùng à? Nước đây được cùng à? Đấy. Nào, tiếp tục là đến thanh niên này. Chọn đi, chọn đi, chọn đi. Xem có trúng không? Đấy, hai chai này là có người có chủ nhân rồi. Không có được rồi. Không có được rồi. Để lần sau, để lần sau. Nào, tiếp tục. Quần lại. Ship nữa là, ship nữa là mỉm cười. Cái sự may mắn mỉm cười đến với em ấy. Nhưng mà, nào, xứ. Để vòng sau mới có sự may mắn được sử ạ. Để vòng sau nhá. Nào, vừa rồi thì bạn nhỏ này là lụm lúa là 1 lít rồi các bác. Có được một phần quà duy nhất rồi. Tiếp tục nào. Không, 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 tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục để có thêm là vận may chứ. Ý. Rất là buồn cho cháu. Một tí nữa thôi, một tí nữa thôi. Lần thứ ba rồi, vẫn chưa trúng. Lần thứ ba rồi. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Nào, cố gắng lên, di chuyển nhanh lên, cố gắng lên. À, số đỏ đấy nhỉ. Được rồi đấy, nào, được rồi. Được rồi, trúng rồi. Được tiền rồi. Được tiền rồi. Tiền này sẽ để làm gì? Để đi học à? Đi học mua cái gì? Có phải mua kẹo không? Ây da. Tiền này là sẽ để mà đi học mua bút này, mua vở nhá. Bạn gái đây tên là gì nào? Giới thiệu bản thân một chút, tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nguyễn. Nguyễn, Nguyên à? Thế năm nay Nguyên được bao nhiêu tuổi? Nguyễn. Năm nay được bao nhiêu tuổi? 7 tuổi. Được 7 tuổi rồi à? 7 tuổi đang vào lớp 2 rồi nhờ. Đây, chú tặng này, chú gửi này. Đó, tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Đã có... 4 cái phần quà rồi, nhưng mà cháu này vẫn rất là buồn là chưa có được. Đấy, chưa có được. Nào bạn gái kia đi ra kia để chơi đi. Chơi không? Hả? Chơi đi. Có chơi không? Nào bây giờ thì đến lại đến lượt bà rồi. Nào phò, tốt khẩn. Bà là lần thứ 2 rồi các bác. Là chưa có được rồi và sẽ ưu tiên bà thêm một lần nữa. Bởi vì vừa rồi là bà đến sau. Phò cho tốt lại, bác thêm phò. Phò cao vào đây nào. Vẫn chưa có được. Đấy, tiếp tục. Bây giờ thì sẽ để bây giờ thì đến lượt ai nhỉ? Bé Hiếu đúng không? Tiếp thì bảo bé Hiếu đặt đi. Lấy tiền. Mà thay, thay nữa tôi này. Đấy, thay cái ra. Đấy. Sẽ cho một cái bạn bé Hiếu nào, cho bé Hiếu nào. Đây đúng không? Không có được rồi lần này ấy, lần này là không có may mắn rồi nhá, để lần sau nhá. À, hiện tại là vẫn còn là 4 phần quà nữa. Tiếp tục nào. Bây giờ đến ông chưa? Bây giờ đến lượt ông chưa? Đến lượt ông, hãy cho ông vào đi. Cúng cá nô đây đồ cúng à? ông thì vẫn còn chưa có sự may mắn của bác ạ. Ở đây thì nếu mà người nào mà nhớ thì chắc chắn là sẽ được, tại vì là có 4 phần quà nên đảo đi đảo lại rồi. Tạm má không em má, tạm má. Bạn này tên là Toàn đúng không? Toàn thì 4 lần rồi chưa có được nhá. Lần sau nhá. Nhá. Để lần sau nhá. Rồi. Cho bác chơi một lần đi. Vừa rồi bác đi sau. Đấy. Tạm má chơi được ạ. Ở văn này tôi để ở văn để trái này tôi nữ để đường bà chiên này xác cái giới đi chơi cái điều lễ để chiên. Xem nào bác. Xà tố. Ôi đây cái tàu đây bác, cái tàu đây. Ừ, bà tú chứ. Bác à, bữa đây à, cái này bữa chơi nào. Đấy. Đặt tóc đi. Đấy bây giờ thì đến lượt Quân nào. Rất là đen cho Quân của bác ạ. 4-5 lần rồi chưa được. Rất là đen nhá. Đấy hôm nay rất là đen. Chỉ có 2 cái phần quà thôi. À độ đi
ba cái phần quà rồi. Yeah, xin chúc mừng sư. Bạn đây gái, chúc mừng em đã được 1 lít. Đây, vì đã sư này. Tại vui không? Có. Có à? Lần thứ mấy rồi? Lần thứ 4 rồi. Đấy, lần thứ 4 là được. Tiếp tục. Để lần đến cái khác. Đấy bây giờ thì hiện tại là còn là 3 cái phần quà nữa. Bạn này thì có vẻ như là rất là may mắn cô bác ạ. Lần thứ hai rồi, thế là được bao nhiêu tiền rồi? Được 100 ạ. Thế là lần này nữa thì được bao nhiêu? Lúc đấy không phải, em lấy được. Lúc đấy không phải à? Lúc đấy bạn nào được nhỉ? À bạn kia được à? Ồ, thế là bây giờ thì được có 100, còn là 2 cái phần quà nữa. Thế bạn này thì tên gì? Tên là Phòng ạ. Tên là Phòng à, năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 13 tuổi. 13 tuổi là học lớp mấy? Lớp 6 ạ. Lớp 6 rồi à? Thế tiền này thì về nhà có cho bố mẹ không? Có. Có à? Thế đây, chú gửi này, về nhà cho bố mẹ nào. Tiếp tục, bây giờ còn là 2 cái phần quà thôi. Nào. Có lẽ là 2 cái phần quà này thì cháu Lực sẽ phải là đảo qua lại một chút cô bác ạ. Tại vì là còn 2 cái thôi, bây giờ đặt lên bên này thì không được rồi. Nhá. Nào, tiếp tục, bây giờ chú... Ôi. Nó nhiều quá rồi, nó đổ rồi. May là... May là 2 cái phần quà cuối là chưa có đổ các bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ làm lại một chút. Đấy. Sẽ đảo lại một chút. Đấy. Tiếp tục nào, cháu gái. Có vẻ như là cháu gái này rất là tinh mắt các bác ạ. Cháu Lực đã đảo rất là nhiều lần rồi. Vẫn còn chưa thoát khỏi được cái đôi mắt sắc bén của cháu gái. Chúc mừng cháu. Rồi, năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Học lớp mấy? Lớp 4 à? Rồi, thế thì bây giờ là còn đến lớp ông rồi cô bác. Ông thì chắc chắn là lần này sẽ lụm rồi. Mai dê, cùng. Hoài được không ạ? Bạn này chỉ bạn cái cùng nhau. Hoài được không? Lần này thì may mắn là đến với ông rồi cô bác ạ. Đấy, đây. Cháu gửi ông là... 1 lít này, ôi dè, cùng ngô. Vừa rồi thì những cái bạn nào được nhỉ? Bạn Hiếu này, ông này, với lại bạn này nữa, cả em Sử nữa. May mắn là đến với hôm nay thì rất là vui mừng là được hai chị Nguyệt Thúy là hỗ trợ cháu Lực. Bây giờ thì tiếp tục là trò chơi này nhá. Nào, bây giờ có cái gì bịt không nhỉ? Bây giờ thì phải đi kiếm một cái khăn đỏ để bịt mắt đó cô bác. Bạn nào có khăn quà không? Cho chú mượn một tí. Hả? Cho chú mượn một tí. Đấy. Nào bây giờ thì ra đây nhá. Đấy. Cái trò này thì là ông với bà là sẽ không có được chơi đâu cô bác. Ông bà thì là cũng lớn tuổi rồi. Cháu Lực sẽ bịt mắt lại. Đấy. Bây giờ thì ai sẽ là người chơi trước nào? Đứng ở đây nào. Vừa rồi có mấy bạn nhỏ là không được chơi nhỉ? Có một bạn Toàn đây đúng không? À, đứng đây, ra đây Toàn. Được không? Ra đây. Được không? Không nhìn thấy đâu anh ạ. Không nhìn thấy đúng không? Vâng. Rồi, thế cho Quân làm trợ lý nhá lần này ấy. Quân làm trợ lý là chuyên gia là hộ chú là hộ anh là bịt mắt cho các bạn chơi nhá. Vâng. Và cái phần quà này thì là sẽ mỗi một lần đập trúng là sẽ được là 20.000 các bác nhá. Tắm mát phải nữa không? Cái trò này ai hiểu luật chơi chưa? Hiểu chưa? Hiểu đúng không? Rồi, mỗi một lần chúng sẽ được là 20.000. Nào bạn nào ưu tiên chơi trước? Bạn này vừa được quà đúng không? Cho chơi trước. Mỗi lần là sẽ được là... Mỗi người là sẽ được 2 lần nhá. Mỗi bạn nhỏ là sẽ được 2 lần đập nhá. Quân thì lần này sẽ làm trợ lý của bác nhá. Đây, rồi đập nha. Đấy. Ở đây thì sẽ phải. Rồi, đập xin rồi. Đập xin rồi nha, bạn ấy đập xin rồi. Tiếp tục nào. Bây giờ đến bạn nào? Đến bạn nhỏ này đúng không? Rồi, đây. Ra bạn nhỏ đây. Toàn như chưa? Có để chơi đấy đúng không? Đấy, quay ra kia. Vì bây giờ. Đấy, quay ra kia. Như đây thì cấu rồi mà lắc tà với tiếp đồ. Đấy, bạn là Caramel thì sẽ là người là di chuyển cái vật thể một chút nhá.
Nhưng mà bây giờ là sẽ không cần di chuyển đâu, tại vì là vừa rồi là đội nó hơi khó, nhưng bây giờ sẽ không tăng đội khó nữa. Nào. Đấy, đấm đi xem có trúng không. Bạn Caramel dí thẳng rồi nhá, xem là có trúng không. Rồi, không trúng rồi. Không trúng rồi. Đấy. Đấy. Bạn nào chơi rồi thì nhớ nhá. Đây. Hơi chiên được một ngày tự. Đấy, đập đi. Chơi trò này có vui không? Có. Thế vừa rồi được phần quà như thế thì có vui không? Có. Có đúng không? Rồi. Không, lên để ra bên này đi. Đấy, để ra một chỗ rồi. Đấy. Đấy, để ra một chỗ rồi. Đấy. Cứ đi thẳng độ tâm là đây. Này, chú gửi đây. Đây chú gửi đây này. Đấy, đấy đập nhá. Phải đây chặn một chút. Ê, bạn này là chú nhá. Bạn này sẽ được phần quà là 20.000 trước này. Đấy. Đây, quân cho anh gửi đạo cụ. Và bây giờ thì sẽ gửi là phần quà. Là sẽ là được 20.000 nhá. Vừa rồi thì có được không? Có. Có à, vừa rồi được bao nhiêu? 100 ạ. Được 100 à? Thế đây chú lại gửi thêm là 20.000 nhá. Rồi. Tiếp tục là bây giờ là đến bạn nào? Đấy, tiếp tục là đến bạn nào? Chơi này bảo chơi này cây nữa, ở trên đàn này. Bây giờ là... Bạn nhỏ này thì là rất là may mắn đây cô bác này. Được 120.000 rồi. Đây có phải là em không? Phải là em à? À, vừa rồi bé Hiếu này cô bác này. Được 100.000 chứ. Tiền cất chưa ạ? Hả? Bây giờ bạn này bây giờ bịt mắt đi hốc tụp tờ hả? Ồ, mơ bù hốc á? Đây, gửi đây, 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 quân. Tiếp tục nào, đấy, tiếp tục là bạn này có được không? Đây, bạn ấy được xịt rồi. Bạn ấy được xịt rồi nhá. Đây, tiếp tục là bây giờ đến bạn nào? Bây giờ các bạn đang chưa bị mắt thì là để ý là từ đây đi xuống dưới là bao nhiêu bước chân. Bây giờ đến bạn nào nhỉ? Đây, bạn kia ra đây. Đấy. Đây, cho bạn gái này trước, ưu tiên bạn gái xử nhá. Không cần di chuyển đâu em ạ. Đấy. Đây, chú gửi nhá. Từ từ nhá. 2, 3, rồi. Rồi. Không được cô bác nhá. Không có được nhá. Một tí thôi là được rồi. Một tí thôi là được. Phần quà là trị giá là 20.000 rồi. Đấy, bây giờ thì đến lượt Sử nhá. Đây, phần quà đang ở trước mắt Sử ơi nhá. Phần quà ở trước mắt nhá. Đấy. Anh điếm điếm một tí cho Sử à. Rồi, đây Sử nhá. Đây nhá. Đây nhá. Rồi. Sử à, không trúng rồi. Sử mà đi thêm một bước là được. Sử đi thêm một bước là được. Bây giờ đến. Đây, cho bạn gái cái trước đi, bạn gái đi chơi. Đây, vào đây. Đây, cho bạn gái đi trước. Đấy, một cái phần quà rất là lớn ở phần bên này thì là hầu là những người chơi đã chiến thắng và chinh phục được những cái phần quà mà đi rồi. Bây giờ thì còn những cái phần quà ở bên này nữa không bác? Phần quà này thì là dễ hơn. Nào, vào đi em. Rồi, được rồi. Đây, gửi bạn xinh nhất gái này. Bạn gái nhất xinh này. Tiếp tục là bây giờ đến ai rồi? Đến Quân đúng không? Rồi. Nào, bây giờ thì đến là bé Hiếu nhá. Nào, xem Quân rồi các bác, xem là mỉm cười may mắn có đến với em Quân không. Vừa rồi thì xịt mấy lần rồi. Đấy, xem là thanh niên này như nào. Rồi, vào đi em ơi, vào đi, đứng đập đầu anh nhá. Rồi, đập đi. Rồi. Cũng trúng rồi. Nghĩa bạn muốn thử một lần không? Hả? Bạn không thử à? Ồ, cho bạn thử một lần. Rồi. Bây giờ đến lượt ai nào? Bạn nào nhỉ? Đấy.
Nhìn nè, nhìn nè, đấy, nhìn nè, nhìn nè. Chú vừa khó một tí. Yên tâm là lần này chú sẽ không di chuyển nữa. Tại vì di chuyển thì nó sân chơi nó khó của bác ạ. Đấy, bây giờ thì phần phía bên này là bạn Nghiêm đang rất là tâm lập là chạy gọi là chạy đôn chạy đáo để mà nấu cơm của bác. Nào, vào đi em, cháu. Ôi, một tí nữa rồi. Một tí nữa rồi là chú rồi. Đâm nó cơm mà. Bây giờ thì đến lượt bạn gái này đúng không? Bạn gái này thì là vừa là được 120.000 rồi các bác. Mặn tôm 140.000. Nhá, nhớ nhá. Cho nó trúng nhá, lấy 140.000 lấy về nhà cho bố mẹ nhá. Đấy, đi mấy bước nhá. Chú ơi, chú kia chú đây hôn nhá. Nhớ nhá, ở đây nhá. Ở đây nhá. Đấy rồi, ra đi. Trời! Bạn ấy có vẻ như là rất là may mắn các bác ạ. 140.000. Số tiền 140.000 thì sẽ trao tặng cho cháu này. Đấy. Cháu xin. Rồi, tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi, bạn thanh niên này thì đã được phần quà chưa? Chưa. Chưa à? Ồ, thế thì phải cố gắng lên nhá. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Trò chơi bây giờ chỉ diễn ra 5 phút nữa thôi nhá. Trò chơi là bây giờ diễn ra 5 phút nữa nhá. Nào vào đi cháu. Ôi, vào rất sát rồi nhưng mà đều không trúng. Vào rất sát rồi nhưng mà đều không trúng các bác ạ. Đấy, tiếp tục là cho bạn trai này. Vị trí thì bây giờ là hình như là đứng toán loạn rồi các bác ạ. Này, vào đây, vào đây, thanh niên. Rồi. Không trúng rồi. Không trúng rồi. Không trúng rồi. Nào. Có vẻ cháu Lực cũng rất là hứng, rất là muốn chơi như các bác. Nhưng mà cái niềm vui này thì cháu Lực sẽ dành cho các bạn nhỏ trước. Để lần sau cháu Lực sẽ chơi sau. Sứ ơi, vào đây. Đấy, đúng rồi, như thế thì sẽ được quà, hiểu không? Rồi, đừng đập nhá. Rồi. Đếm đi, đo bước chân các kiểu đi. Thanh niên này có vẻ là hơi cục xúc rồi các bạn ạ, tại vì là rất chơi rất là nhiều lần rồi chưa có được phần quà nào. Nào đi xuống kia nhá, đi ra kia nhá. Rồi vào đây Sứ ơi. Rồi, Sứ được bao nhiêu lần rồi? Một lần rồi à? Thế là vừa rồi trò chơi kia có được lần nào không? Được một lần. Được một lần à? Thế thì anh gửi Sứ thêm lần trò chơi rồi nhá. Rồi. Còn được chơi không anh? Có chơi 3 phút nữa, còn 3 phút nữa. Đấy. Đúng rồi. Thời gian còn 3 phút nữa nhá. Mấy anh em nhanh chân một tí thì mới được nhiều lần. Rồi. Đấy, bạn đi ra kia để mà ưu tiên cho đập thêm một lần nữa. Những cái bạn nào mà chưa được thì sẽ ưu tiên thêm một lần nữa. Nào Quân vào đi. Ôi, xịt rồi. Ở đây cơ mà. Ôi, ở đây cơ mà. Đấy. Tiền rơi kìa. Còn 1 phút nữa rồi nha. Một phút nữa rồi nha. Đấy. Quân là trợ lý, đừng có bịp nha. Rồi, vào đi. Hey, có vẻ như là một tí nữa là xịt rồi các bác. Đấy, nhưng mà cái sải tay của em nó dài quá nên là đập trúng. Đây, được bao nhiêu phần quà rồi? Được 100 rồi à? Thế đây là 140 à? Ôi dồi ôi, bạn gái này rất là may mắn các bác. Nào. Bây giờ thì tiếp tục là những cái trò này thì sẽ để các bác chơi một tí nhá. Vừa rồi thì các bác là đi sau. Đấy. Đấy, bây giờ thì sẽ tiếp tục là thêm là cái phần quà đấy nhá.
Đấy, bây giờ thì đấy, đặt nước đi, đặt nước xuống hết đi. Đấy, rồi. Nào, bây giờ xử ra kia đi em. Không được nhìn bắt được trước làm việc. Đấy nha, từ từ nha. Nào, đi ra kia, đi ra kia, đi ra kia. Đi ra kia nha. Đi ra kia. Người nào thấy là chú chơi nhá. Nào, mấy bạn nhỏ đi ra kia nha. Trò này thì sẽ để là các bác là vừa rồi là ra sau chơi một tí cô bác ạ. Đấy. Bây giờ là ưu tiên là bốc phụ chế tới cỏ đó. Đúng không? Bán nó 20.000 lần nè. Ưu tiên bốc phụ chế tới cỏ đó. Đấy. Ưu tiên bốc phụ chế tới cỏ. Mà tả má hơi tới cỏ này tả má. Tà má bạn này cầm trà nắm này tốt nửa bờ chiên này sắc rồi tới trùng loại điều đấy đấy. Nào các bạn nhỏ này đi ra kia, không ăn gian đi ra kia nhá. Tốt tốt nửa lông. Nào bạn nhỏ này ra kia nhá. Đây ăn tốt này đẻ tà má. Có vẻ như là bác là hơi không được may mắn của bác ạ. Để lần sau bác nhá. Đấy. Tiếp tục là bây giờ là đến tà má bên này. Đấy. Cúng này cúng ơi. Đây tà má cầm đây rồi. nào, có vẻ như là cái đất đầu nó sẽ hơi khó một chút nhưng mà đến vòng 2, vòng 3 thì nó sẽ dễ hơn. Nào cùng. Ông thì có vẻ như là lần này chưa có may mắn đâu cô bác. Lần sau cùng ô. Nào bây giờ thì đến những cái bạn nhỏ nào. Đấy tiếp tục. Đấy tiếp tục nào. Nhanh chân để di chuyển thì anh em mình mới kịp giờ. Đấy. Thôi không được rồi. Lần sau nhá. Tiếp tục nào. Vẫn không được rồi cô bác ạ. Nào tiếp tục Quân. Sẽ được không? Xem là may mắn có điểm với cô. Rất tiếc rồi cô bác. Rất tiếc rồi. Một tí thôi là Quân sẽ giành được. Giành được sự là may mắn rồi. Phò mắn mắt phò. Đấy. Xem nào may mắn có mỉm cười đến với bà thêm một lần nữa không. Ô phò ơi bà lao còn đó. Bà lao còn phò. Nào tiếp tục. Rồi, vẫn chưa may mắn rồi. Nào các bạn gái kia chơi đúng không? Ra đây. Đây, nào bạn gái. Đấy. Nào, may mắn con đến với bạn gái không? May mắn sẽ đến với lại bạn thêm lần sau nhá. Rồi. Chúc bạn may mắn lần sau. Chúc may mắn lần sau nhá. Rồi. Nào tiếp tục. Lại tiếp tục chúc may mắn lần sau rồi. Không trúng rồi. Vẫn hơi là buồn nhờ. Nào Sứ, thử đi em. Vẫn may. Sắp mỉm cười với Sứ rồi. Nào. Quân có vẻ như là lần thứ 2 rồi cô bác. Lần thứ 2 rồi nhưng mà em vẫn chưa có may mắn được. Đấy, tiếp tục nào. Tà má mau rồi má. Xếp hàng mau không ạ, tà má. Liêm tao cái đấy. Bạn nào xếp hàng xong thì đi xuống cuối nhá. Tà má đừng nhíp thành à? Tà má đây ạ. Đây ạ. Đấy. Có vẻ như là may mắn đến với bác rồi. Nào tiếp tục. Một tí thôi là may mắn sẽ đến với lại bạn trai đẹp trai này rồi. Bạn Toàn đẹp trai rồi. Nào lùi ra kia. Đấy. Má đẹp. Tà má kìa. Chắc còn lưu mà tao này thằng má có vẻ như là tờ tiền này hơi tờ tiền này hơi rách một chút cô bác. Bạn này thì đã được bao nhiêu phần quà rồi? Được mấy lần rồi? Được 3 lần rồi. Một lần là được 100 và hai lần thì được 20.000 đúng không? Thế tiếp tục lần này nữa thì được 160.000. Đấy, bạn này có vẻ như là rất là may mắn cô bác ạ. Cái chai này thì cháu Đức sẽ bỏ người một tí tại vì là cái này nó sắp đổ rồi. Nào tiếp tục nào. Hai cái phần quà đã bị là người chơi người ta cướp mất rồi. May mắn lần sau nhá. Đấy, chúc bạn may mắn lần sau. Tiếp tục nào. Tiếp tục chúc may mắn lần sau. Đấy. Tiếp tục xử liệu mỉm cười có đến với em không? Cố lên em. Xin chúc mừng em. Được bao nhiêu lần rồi em? Được 3 lần rồi. 3 lần 1 lần 100 đúng không? 3 lần thế là 160 à? Lần thứ 3 là được 140.000 rồi cô bác. Phần quà rất là lớn. Tiếp tục nào.
Có vẻ như là cái phần quà này không có duyên với lại em Quân một chút nào các bác ạ. Còn 4 phần quà thôi, còn 4 phần quà thôi. Nhanh tay. Nhớ nha. Đợt này đang là cái này nhưng mà lại thanh niên này lại chưa có sự may mắn rồi. Đấy, nhớ nha. Bạn này thì được bao nhiêu lần rồi nhỉ? 2 lần. Được 2 lần à? Thế lần này lại tiếp tục lần nữa là được 3 lần đúng không? Lần thứ 2 à? Đây. Đấy, chú gửi này. Tiếp tục nào. Tiếp tục nhanh. Bạn này lại chưa được rồi. Để lần sau may mắn hơn. Đấy. Vẫn để lần sau may mắn hơn nhá. Con tẩm am không ấy? Từ để bác đã. Đấy. Bây giờ thì cho bạn Hiếu một tí nào. Tẩm am lần lâu. Tẩm am. Nào cho bé Hiếu đi. Nào bé Hiếu chơi đi. Đặt đi. Lấy cái này đặt đi. Đấy, đặt đi. Quân hướng dẫn cho bé Hiếu đi. Tại vì bé Hiếu có vẻ như là không có người dẫn. Nào, đặt ở đâu? Đặt ở chỗ đấy à? Không chính xác rồi. Đấy, đặt ở chỗ đấy không chính xác rồi. Có vẻ như là còn 3 phần quà thôi. Nào, Sử. Lần này thì là Sử là chưa có may mắn rồi em ạ. Nhá. Đấy. Nào, các bạn nào chơi chơi thì vào đây. Nào, để Quân đi nào. Quân thì chục lần rồi nhưng mà chưa có may mắn cô bác. Bác gái này thì lần thứ 3 rồi vẫn còn chưa may mắn cô bác. Nhưng mà đây là tầm A. Nào. Thôi, đây. Bác. Bạn này thì có vẻ như là rất là may mắn cô bác ạ. Lần được bao nhiêu lần rồi? Được lần này là lần thứ 2 ạ. Lần thứ 2 đúng không? Thế thì chúc mừng cháu nhận phần quà đi. Rồi, còn hai phần quà thôi. Cố gắng ghi nhớ được ký. Hai cái phần quà này thì không được rồi nhá. Không được rồi, từ từ nhá. Từ từ nhá để chú đặt cho nó gần. Đấy. Từ từ nhá. Con nghe skin đấy. Đấy, phần quà này là. Nào, tiếp tục nào. Tiếp tục nào Toàn. Cố gắng lên. Tay bay mà. Lại không chưa được rồi cô bác. Chỉ còn 2 cái phần quà thôi. Nhưng mà vẫn chưa có may mắn. Từ từ nhá. Nào tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Lần cuối thì phải đào lại một chút cô bác ạ. Vẫn chưa rồi cô bác ạ. Nào tiếp tục nào. Tiếp tục Sử nào. Rồi Sử đi đã trúng rồi cô bác ạ. Còn là một lần nữa thôi. Lần này thì sẽ là ưu tiên cho ai đây? Lần ưu tiên cho ai đây? Hả? Đến lần Quân luôn đúng không? Thế thì Quân vào đi, nhận phần quà đi. Cẩn thận đấy không anh? Có chứ. Nhưng mà từ Quân ạ. Nó là cái chai khác cơ. Nhưng mà Quân ạ, xin chúc mừng Quân đã được phần quà 20.000. Đấy. Em xin ạ. Vừa rồi cảm giác như là nếu mà nó không được thì là cảm giác như nào? Em không như nào đâu. Không như vẫn nào à? Vẫn vui rồi à? Vâng. Tại vì sao lại vui? Đây có rất nhiều người. Ai được thì ai lấy thôi. Được thì ai lấy đúng không? Vâng. Đấy, bây giờ thì sẽ lấy túi bóng đi. Bây giờ thì xong rồi nhá. Xong cái trò chơi rồi các bác. Có lẽ là cái trò chơi này cũng đã chơi được tầm độ là 30 phút rồi các bác ạ. Có những cái bạn nhỏ thì rất là may mắn. Bạn nào được nhiều nhất nhỉ? Bạn này đúng không? Bạn này thì là tổng tất cả nhận được quà là bao nhiêu? 160.000 rồi. Rất là lớn các bác ạ. Đấy, cố gắng lên nhá, đi học giỏi nhá. Ở lớp học có giỏi không? Giỏi rồi à, đấy. Đấy, Quân hộ anh nhá. Đấy, bây giờ thì trò chơi thì cũng đã chơi xong rồi các bác. Ở phần phía bên này thì là bạn Nghiêm cũng đã chuẩn bị là sắp được ăn rồi. Đây thì gồm có là có miến này. Và có cả thêm là thịt gà nữa. Cộng thêm là canh nữa. Ở đây thì còn thêm là một chút bim bim nữa. Vừa rồi thì là những cái phần quà. Vừa rồi thì những cái trò chơi thì cháu Lực cũng đã tổ chức cho các bạn nhỏ ở gần nhà của em Quân chơi hết rồi. Nói là một lần nữa xin cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thí đã tài trợ cho những cái trò chơi mà cháu Lực vừa mới làm các bác. Và bây giờ thì cháu Lực xin được là bật mí là ngày hôm nay là sẽ là ngày gì các bác nhé. Hiện tại thì là Quân thì đang đi xuống dưới rồi thì cháu Lực sẽ vào đây để mà cháu Lực gửi cái bánh sinh nhật cho em Quân đó.
Bây giờ Sử Quân đang ngồi đây thì Sử rủ Quân đi ra bên kia một chút đó nhá. Để anh chuẩn bị trước đã. Lúc nào mà anh bảo gọi Sử ơi thì Sử vào nhá. Rồi đi. Đấy, rủ Quân đi nhá. Phải nói nhỏ với lại em Sử một chút cô bác ạ, để tạo cho em Quân một cái sự hồi hộp. Tại vừa rồi thì cháu Lực có gửi bánh ở đây rồi cô bác này. Hay gửi bánh ở bên nhà chú bên này. Bây giờ thì sẽ bận ra bên này để mà thắp nến á. Đây. Đấy. Và hiện tại thì Quân vẫn chưa biết là sinh nhật của cô bác nhá. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cắm nến lên đây. Ra bên này bảo các bạn nhỏ ra ngồi trước đã. Nghiêm ơi, bạn nào bổ rau xong thì bảo các bạn nhỏ ngồi đây nhá. Đấy. Cho Nghiêm là đạo diễn ở dưới kia, còn là cháu Lực sẽ đạo diễn ở trong này một chút. Hiện tại thì cháu Lực xin phép là đội mũ một chút cô bác nhé. Hiện tại thì Quân muốn ra đây để một cái bánh sinh nhật này cô bác này. Đó. Đó. Còn ở đây thì cháu Lực ghi là hai chị Nguyệt Thí chúc mừng sinh nhật em Quân là 15 tuổi cô bác. Người ta để cái nhãn hiệu đây, chúng ta sẽ bỏ ra. Còn là cái này là những cái cắm thìa này, khâu chuẩn bị. Cái này thì đây em cầm một tí đã, sau đó bỏ ra kia, cắm nín, mọi thứ. Ui, tí nó rời. Đây thì cháu Lực xin phép là cắm từ trên cái bánh xuống một tí của bác ạ. Cái này thì một tí nó sẽ để cho các bạn nhỏ cầm. Nghiêm ơi. Chúng sẽ cắm nến này của bác. Nến thì sẽ cắm là xung quanh cái bánh sinh nhật. Lần là đầu tiên mà Quân làm bánh sinh nhật đấy cô bác ạ. Rồi, chúc mừng sinh nhật Quân nha. Mọi người biết hát chúc mừng sinh nhật không? Nào, Happy birthday to you. Hát đi. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Quân nha. Nào, Quân thổi đến đi em. Rồi, Quân có điều gì ước không? Hả? Em có. Có ạ, đây, ước đây nhá. Ước đến khi nào nó cháy hết thì thôi nhá. Từ từ tay nhá. Rồi. Đấy. Bây giờ thì Quân cắt bánh nhá bây giờ ấy. Vâng. Đấy. Đấy, rồi hết rồi. Đấy, bây giờ thì em bỏ cái này ra đây để xong rồi một tí nữa chụp ảnh nữa. Tại hôm nay thì thưa các bác ạ, được là hai chị Nguyệt Thúy là hỗ trợ cháu Lực là tạo một cái bất ngờ sinh nhật cho em Quân. Thế thì Quân là hôm nay anh xuống nhà Quân thì Quân có biết là gọi là làm gì không? Em không. Không à? Không. Đấy, cũng vào cũng hỗ trợ cháu Lực nấu cơm mọi cái, mọi thứ xong xuôi này các bác. Nhưng mà đến khúc cuối này thì mới biết là sinh nhật của em Quân. Đấy, anh thay mặt hai chị Nguyệt Thúy là tổ chức sinh nhật cho em nhá. Đấy, bây giờ thì với lại bà với lại ông là chụp một tấm ảnh nhá. Rồi, bây giờ thì có lẽ là sẽ để anh chụp cho. Cúng năm đây này, cúng đây. Năm này ạ, cúng. Cúng năm này. Đấy, cho Quân là chụp ảnh trước một chút ta cô bác. Ở phần bên này thì sẽ để cho ăn ngọt cô bác nhá. Còn ở bên kia thì sẽ là để bên này thì sẽ để người lớn là ăn mặn. Quân là bây giờ anh chụp ảnh cho nhá. Đấy, cùng lại ông bà nhá. Nào cho chú nhờ một tí. Đấy. Nào Hiếu ngồi ở đây, Hiếu cười đây, Hiếu nhìn đây. Nhìn đây. Nhìn đây nhá. Hiếu.
Hiếu. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã chụp lại một chút tấm hình cho em Quân cùng với lại ông bà tôi. Đấy, bây giờ thì Quân là bỏ những thứ này ra. Đấy, xong là cắt bánh cho mời các bạn nhá, các em nhá. Đấy, ở đây thì còn là một chiếc con ô tô là G63 nữa các bác ạ. Đấy, G63 nữa. À, trước khi mà đi vào cắt bánh thì Quân có muốn gửi gì tới thứ nhất là hai bác Nguyệt Thúy và thứ hai thì là các bác ở trên kênh không? Em có. Rồi. À, con cảm ơn hai bà đã gửi tiền để mua bánh cho con. Đây cũng là lần đầu mà con được tổ chức sinh nhật từ bé đến bây giờ. Con rất vui mừng và rất biết ơn hai bà đã gửi tiền. Và con chúc tất cả các ông bà và chú anh chị trên kênh thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Con cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, đấy là bây giờ là Quân là cắt bánh nhá. Bạn nhỏ cái khóc quá, cho bạn nhỏ cho Bim Bim trước đi. Đấy. Đây, bánh này, xong rồi cắt cho mời cả ông với cả bà cho các bác nhá. Con dao đâu nhỉ? Dao cắt bánh đâu nhỉ? Đấy, bây giờ thì Quân cắt bánh nhá. Cắt bánh xong là mời ông bà nữa. Mời các bà các bác nữa. Các bạn nhỏ ăn kẹo trước đi. Cứ ăn kẹo đi. Đấy, ăn kẹo đi, phá cố đi. Rót nước này. Đấy. Phá cố đi. Có lời nào gửi sinh nhật tới anh Quân nào? Có. Chúc mừng anh Quân tuổi mới cái gì? Chúc mừng anh Quân tuổi mới vui vẻ ạ. Rồi, như nào nữa? Đẹp trai như chú không? Cắt đây, chú dạy, anh dạy cắt này. Này, bỏ ra. Cắt như này này, đấy, cắt bánh đây. Đấy. Cắt từng trên trước. Đấy. Rồi, cắt mời ông với bà trước. Đấy. Đấy. Anh xé hộ Quân là cắt nhá. Rồi, đây. Đấy. Đây cho nó cắt một tí cho nó ngọt. Này. Đấy, đây, mời các bác đi. Đấy, trước tiên là phải mời các bác trước. Rồi. Đéo luôn. Mời các bác trên kênh chưa? Mời các bác ở đây. Đấy. Có thìa đấy, đây, phải dùng thìa cho ông bà chứ. Đấy. Này bác. Nè này. Nè, chín em ạ. Các bác được ăn bánh sinh nhật này bao giờ chưa? Đây, sử dụng. Này. Đây. Đấy, bây giờ thì sẽ đến là cắt khúc này này. Đấy, cắt bánh sinh nhật là cắt như này nhá. Bỏ mấy cái thanh sô cô la đây nhá. Đấy, như này. Đây, đây, Quân chia cho các bạn đi. Các cần mới chín đã có hết kỳ thế mà. Đây. Nào mất thế luôn mình bảo ạ. Này, nhìn. Chà, toàn kỳ cái đây đi. Thấp đầu cái đây nha, mất thế. Này, nhìn. Ồ, khắp chín vào cắn thế lên một chút. Bạn kia có đúng không? Đấy, có hết rồi. Đấy, một cái bánh sinh nhật thì là vừa đủ chia cho tất cả các bạn nhỏ luôn các bác. Nhưng mà thì cái này thắt là chín bà cung. Đây là nó. Đấy, cái này là của em Caramel quan không? Quan à? Nghiêm quan không bạn ơi? Quan à? Mình lớn hết rồi nhờ. Đấy, này thì sẽ để chia cho Quân có rồi đúng không? Vâng. Cho ông. Còn là bạn nào chưa có không? Má phò là đây là phò cái này. Bút thu mà. Ông cầm chia đó. Thầy để chỉ hữu hậu diễn tả. Chúng vào. Đây này. Ông nhó trong phòng nó phẹt nắng phòng. Đấy còn là sót lại là kem các bác ạ. Kem này thì xin phép các bác là cháu Lực ăn một miếng thôi nhá. Đó là tư trong phòng chứ không phẹt. Ủa, tao cứ chết còn. Đang là vừa ăn vừa hát rất là ngọt. Ăn uống xong thì uống nước nhá.
những mọi cái nhá. Hôm nay là sinh nhật của Quân cho nên là phải thật vui với Quân. Đấy. Còn ở phần phía bên này thì một tí nữa sẽ ăn mặn sâu các bác ạ. Bây giờ thì sẽ để cho tất cả các em là cùng phá cố đó. Anh thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã tổ chức cho em Quân là xong cái buổi sinh nhật rồi. Có lẽ là từ sau cái thức phim hôm nay, từ giây phút này thì Quân sẽ không có phải là 14 tuổi nữa các bác, là bước sang một cái tuổi là 15 rồi các bác. Nhưng mà trên đôi vai của một cậu bé 15 tuổi thì vẫn còn phải gánh vác rất là nhiều thứ, gánh vác cái cuộc sống áp lực cũng như là phải nuôi ông này, nuôi bà này, nuôi cả lên bé Hiếu nữa. Đấy, còn hôm nay thì sẽ có là ngan này, gà này và thêm là những cái hoa quả miến này. Thế còn cái này thì Quân là không dùng đến thì cất đi nhá cái này ấy. Đấy. Cái này thì cất đi đi. Đấy còn là miến thì nữa này. Chỉ ăn được một gói thôi. Đấy, các bác thì hiện tại là cũng cùng các cháu là xong phá cố rồi. Hôm nay thì có là Nghiêm là đồng hành cùng với lại cháu Lực để mà giúp đỡ cháu Lực. Giúp đỡ cháu Lực xong cái phần làm sinh nhật cho em Quân. Có cả thêm là em Sử nữa. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy rất là nhiều. Cảm ơn hai chị đã luôn luôn yêu thương em Quân và luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để giúp đỡ được những cái hoàn cảnh mà còn khó khăn ở trên vùng cao này các bác. Có lẽ là hôm nay sẽ là một cái hôm mà đối với em Quân là rất là đáng nhớ. Từ 1 tuổi cho đến năm 14 tuổi là chưa biết cái bánh sinh nhật lần nào cả. Thậm chí các ông, các bà, lại các bác của Quân nữa vẫn không biết là hôm nay là ngày sinh nhật của Quân đâu các bác. Đến cái thời điểm mà phá cố rồi thì cháu Lực mới nói là sinh nhật của em Quân các bác ạ. Và còn một cái phần quà rất là lớn nữa dành tặng tới cho em Quân. Đấy thì thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực xin được để ở cái thức phim sau thì cháu Lực sẽ gửi tặng cái phần quà của hai chị là Nguyệt Thúy sau các bác ạ. Đấy Quân này, bây giờ đi ra bên này đi Quân này. Đấy, Quân thì vừa rồi là dọn dẹp ở phần bên kia cũng như là chia kẹo cho các em để mà một tí nữa các em sẽ đem về. Đấy, có lẽ là cái thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được là ghi hình tới đây thôi cô bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở trường sống tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào cô bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Nghiêm xin chào tạm biệt các bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.